hôm nay mình có món cá hấp nữa này. Đó, mình đã hấp xong rồi. Các bạn hấp cá thì khi nào bạn các bạn theo người bên này người ta nói vậy mình không biết. Các bạn hấp cá thì thấy con mắt cá nó lồi ra là thịt cá chín. Với lại cá thì mình có bổ đôi ra nên là nó đã chín rồi nha. Còn nêm nếm gia vị mình cũng sẽ vừa hết rồi. Rồi bạn nào mà thích ăn món cá hấp với lại dưa cải này thì cùng với lại Hồng vào bếp nấu món cá này cho gia đình chồng con hoặc là bố mẹ mình ăn nha. Rồi bắt tay vào bếp với Hồng nha. Hồng xin chào cả nhà nha. Hôm nay Hồng sẽ nấu cá hấp cải. Và đây là một con cá. Rồi và đây là cải, mình dùng cải như vậy nha các bạn nha. Cải này là mặn lắm đó. Nên là mình đã cắt ra như vậy này xong bắt đầu mình ngâm. Ngâm tới khi nào mà các bạn thấy cái cải này nó bớt mặn đi đó là chúng ta sẽ hấp với cá nhá. Chứ không mặn lắm. Và đây là mơ chua nha. Lúc nãy mình xé cái này nó bị rách. Đây là mơ chua này. Cải này, cải mình sẽ dùng một gói như vậy nhá. Tại vì nhà mình thích ăn cải nên là mình dùng một gói như vậy. Và một con cá rồi bây giờ mình sẽ nhá. Cá mình đã rửa sạch và mình đã bỏ cái này ra. Các bạn có cà chua thì cho thêm cà chua nữa nha. Nhưng mà vì mình cho cái mơ chua kia rồi nên mình không cho cà chua kia nữa. Sợ nó chua quá. Cá mình đã rửa sạch nha. Rồi bắt đầu mình sẽ banh ra như vậy này. Mình lúc nãy mình vừa mới cắt bổ đôi ra như vậy nhá. Đó. Cá mình để như vậy nha. Và lúc nãy mình cũng cho một chút hạt nêm với lại chút mì chính vào đây nha. Và cá cho một tí thôi. Tại vì cái rau cải này nó đã mặn rồi. Các bạn mà cho nhiều quá muối, nhiều cho muối vào á là nó sẽ mặn lắm, là ăn sẽ không ngon nha. Và lúc đó sẽ món ăn của mình nó sẽ mặn quá, mình ăn sẽ không ngon. Và bát dưa cải này đó mình đã cho một chút mì chính vào, mình trộn đều lên rồi nha. Và mình dùng đây là 3 quả mơ nha. Quả mơ này chua lắm. Mình dùng 3 quả tại vì mình không có cà chua, nhà hết cà chua rồi quên không có mua. Nên không có cà chua thì mình sẽ bỏ 3 quả. Bình thường thì mình một con cá như vậy mình cho 2 quả mơ chua này thôi, xong là mình sẽ cho khoảng 1 cho đến 2 quả cà chua xem là quả to hay là quả nhỏ. Rồi bây giờ những cái quả mơ này mình sẽ dằm nát ra nha. Thế thì chúng ta dằm cái này, dằm cho cái nước chua của nó ra. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Các bạn sẽ chia ra. Cái hạt thì các bạn cứ để đây nhé. Khi nào mình chín rồi mình không ăn sẽ mình sẽ bỏ cái hạt kia ra. Đó. Thường thì cá thì mình cũng chẳng biết nấu gì ăn, khi này hấp này, hấp xì dầu hoặc là hấp nước tương hoặc là hấp cái gì đó, hoặc là mình chiên xào chiên gì đó ăn thì cũng chán. Hôm nay mình hấp cái lại dưa cải nha. Mình thích nhất ăn món này. Đó, cải thì nó hơi mặn mặn tại vì mình đã ngâm nước rồi. Thì mình sẽ dùng tay nhá. Cải mình đã ngâm rồi này, xong bắt đầu là cá này. Mình ướp một chút hạt nêm này, ướp một chút mì chính này. Rồi có ăn nó hơi chua chua, hơi mặn mặn. Có cái mơ chua này vào khi nào mình hấp nó ra cái chất nước nó thơm ngon lắm. Mình thích ăn cái này lắm. Món này mình mê luôn. Và món này mình đã nấu cho nhiều người ăn rồi. Đó. Nhiều người ăn là ai ăn cái món này của mình đều nghiện. Các bạn làm hãy làm thử xem món mình thêm nha. Rồi. Mình cứ để như vậy nhá, các bạn để như vậy ướp. Tùy các bạn, nếu mà các bạn có thời gian thì ướp trong tủ lạnh, để cho ướp xong rồi chúng ta cất trong tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 cho đến 2 tiếng để cho cái gia vị nó ngấm vào cá, hoặc là không thì các bạn như vậy cũng được. Để khoảng 2 3 phút trong khi chờ đợi nước sôi thì các bạn đem đi hấp nha. Mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đó, cá hôm qua mình vừa mới mua tươi luôn đó. Còn mình thì chưa có hấp ngay đâu, mình sẽ để như vậy nha. Để như vậy xong rồi mình để ướp 10 đến 15 phút. Rồi bây giờ mình sẽ đi cất trong tủ mát đã nha. Rồi lúc nữa mình sẽ đem ra hấp. Hấp thì nhanh lắm. Bạn ơi, cá mình đã ướp vào đây xong rồi nha. Bây giờ mình chuẩn bị đem đi hấp. Trước khi chuẩn bị đem đi hấp, chúng ta sẽ cho một chút nước lọc vào nha. Giữa đây đây. Đó. Cho một chút nước vào để lát nữa mình hấp như vậy nó có một chút nước xong rồi ăn nó đỡ mặn nha. Và chuẩn bị đi hấp mình. Ở đây mình có đun một nồi nước sôi rồi nha. Đó. À các bạn đun một nồi nước, các bạn cho một vài nhánh gừng vào này, đập gừng cho nó nát ra nhá. Để cho nát ra chúng ta sẽ bỏ một chút gừng lên đây để hấp cùng với cá để cho nó lấy cái mùi vị thơm nha.
Rồi, cho cá vào đây hấp. Ở đây cá mình cũng không to lắm cho nên mình hấp khoảng 15 phút nha. Còn nếu mà cá của các bạn to thì các bạn hấp 15 đến 20 phút rồi mình sẽ đem đi hấp tại đây nha. Rồi cá mình hấp được 5 phút, 10 phút rồi nha, mình mới ra coi nha. Wow, thơm nghi ngút luôn các bạn ạ. Wow, khói quá. Thơm mùi cá hấp này, thơm mùi cá này, thơm dưa cải này. Bây giờ mình sẽ xem nó chín chưa nha. Mình nêm nếm gia vị ạ, vừa rồi nha. Nóng quá. Tại vì mình chưa có tắt bếp, mình thử xem mà cá nó đã chín hay là chưa. Cá thì cũng nhanh chín rồi. Tại vì là mình có mổ bụng, mình có chia đôi ăn như vậy đó. Mình xem ở đây nha. Các bạn ơi, cá của mình đã chín rồi đây này. Xong cái thịt nó trong là chín rồi. Và món cá của mình đã chín rồi nha. Các bạn nên ăn ăn lúc nó còn đang nóng nha. Chứ nguội thì sợ nhiều người ăn mà là sợ tanh như này. Nhưng mà thường thường thì mình hay hấp chín rồi mình ăn luôn nha. Rồi video mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye cả nhà nha.